Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thực dưỡng đồng hành âm nhạc cổ điển. Chúng tôi thực sự mong những người trẻ, những người còn có khả năng sinh con, tìm hiểu và thực hành thực dưỡng để tráng kiện cơ thể và khai mở trí tuệ của mình. Cha mẹ như thế thì mới sinh ra những đứa khỏe mạnh, thông minh và đầy trí tuệ. Những đứa bé này sẽ là những nhân tố tốt giúp phát triển xã hội và đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Thực dưỡng không những thuốc người lớn tuổi, người có bệnh, mà còn thuốc lớp trẻ, đặc biệt là sinh viên, bởi những lợi ích thiết thực là xây dựng sức khỏe và phát triển trí tuệ. Câu chuyện trao đổi với Phạm Trần Minh Quang, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh là một minh chứng. Hỏi: cơ duyên nào đưa Minh Quang đến với thực dưỡng? Đáp: sang năm thứ hai đại học năm 2013, em bắt đầu thực hiện nghiêm túc ăn thuần thực vật với chủ yếu các loại trái cây ngọt và rau củ. Trong tháng đầu tiên em thấy tinh thần an lạc, tính tình không còn cáu gắt hay nóng nảy nữa. Nhưng những tháng sau đó, các triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện như là đau thắt lưng, mỏi vai gối, trí nhớ kém đi hẳn, tính nói gì mà quên mất tiêu rồi, mắt mờ hẳn đi, trí nhớ kém còn là trở ngại lớn đối với những ai theo đuổi âm nhạc cổ điển. Em rất thích âm nhạc cổ điển, bạn khó lòng nhớ những chi tiết âm xuyên suốt bản nhạc đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Em lại tự nhủ chẳng lẽ mình ăn thịt lại. Đắn đo mãi, rồi em lên internet tìm câu trả lời và biết đến thực dưỡng. Em chú ý đến quan điểm của tiên sinh Osawa, dù ăn thuần thực vật hay đạm động vật thì yếu tố quân bình âm dương cho cơ thể phải xem xét đến. Đang buồn trước sức khỏe kém đi, trí nhớ kém đi, em như tay thám tử vớ được manh mối tội phạm và lao vào nghiên cứu và thực hành thực dưỡng cùng với y học cổ truyền. Ngoài ra em cũng đi đây đó để trao đổi, bàn luận, học hỏi những người thực dưỡng trong Thành phố Hồ Chí Minh và ngoại thành. Qua nghiên cứu sách vở, em hiểu các triệu chứng của mình là biểu hiện của chứng thận hư và gan nóng, mà nguyên nhân sâu xa là do lạm dụng trái cây ngọt. Áp dụng nghiêm túc lời khuyên của thực dưỡng Osawa là lấy cốc loại nguyên cám làm thức ăn chính trên 70% và không ăn đêm, ăn trước khi ngủ 3-4 tiếng. Trí nhớ tôi dần hồi phục, xương cốt không còn đau nhức như trước. Giờ đây em có thể tiếp tục giấc mơ âm nhạc chinh phục bản Turkish March hùng hồn, táo bạo của Mozart hoặc là Opus 64.2 tinh tế của Chopin trở nên dễ thở hơn trên phím dương cầm. Hỏi: em có cảm thấy tư duy thay đổi sau một thời gian áp dụng thực dưỡng không? Trả lời: em dần cảm nhận được bình an nội tâm và cảm giác ôn hòa, ý thức rõ ràng hơn về những lời nói của mình, nhất là những lúc nộ khí xung thiên. Với khả năng nói năng nhẹ nhàng này, mình nhận thấy các mối quan hệ trong cuộc sống trở nên dễ thở hơn. Với những nốt lặng hợp lý, không chỉ biết nói mà phải biết im lặng đúng lúc, còn việc thuyết phục khách hàng cũng trở nên có hiệu quả. Bên cạnh đó, khả năng sáng tạo, phát kiến phương án xử lý vấn đề cũng trở nên phong phú. Quả nhiên nhờ thực dưỡng mà có được thân mình, tâm an, trí tuệ phát triển. Hỏi: em vui lòng cho biết chế độ ăn hiện nay của em. Trả lời: thực dưỡng, ăn để dưỡng bao gồm nhiều tầng thực phẩm, thức ăn tinh thần, tư duy tích cực, bao dung, hạn chế suy nghĩ xấu, thức ăn đặc như ngũ cốc, trái cây, thức ăn khí, hít thở. Ở đây em xin chia sẻ về các quy chuẩn thực dưỡng thuần thuộc vật về thức ăn đặc đang áp dụng, đó là thời gian ăn sáng 7 giờ, trưa 11 giờ, chiều 17 giờ, biên lịch cho phép là 15 phút, càng về chiều càng ăn ít, giờ ăn chiều cách giờ đi ngủ 4 tiếng. Ví dụ đi ngủ lúc 20 giờ thì ăn chiều kết thúc lúc 16 giờ, hạn chế ăn vặt, ăn phi thời. Hít thở không khí trong lành để không lầy vào chuyện ăn phi thời. Khẩu phần ăn, không ăn no căng bụng, ăn khoảng 50-70% dạ dày thôi, lắng nghe cơ thể của mình. Ăn 50-100% ngũ cốc nguyên cám, tùy theo tình trạng âm dương trong cơ thể. Ngâm gạo lứt 10-22 tiếng trước khi nấu, người bị bệnh do khối u không nên ngâm. Ăn 20-30% các loại rau củ có tính dương, nấu chín và nêm muối. Tối đa ăn gần một chén thực phẩm. Ăn rất ít trái cây, hôm nào vận động nhiều ăn nhiều hơn một chút, hôm nào cần làm việc với trí óc thì tránh xa trái cây và cả đường. Uống khoảng 250-750ml mỗi ngày. Em thường giữ ở cận dưới vì uống nhiều sẽ nhọc thận và mệt tim. Không sử dụng đường tinh luyện, bột ngọt, thực phẩm có chất bảo quản. Từ chối thực phẩm ướp lạnh, nước đá, kem ngọt. Ưu tiên chi tiền cho thực phẩm hữu cơ. Nhai thức ăn đến khi thành nước mới nuốt, từ 30-100 lần một miếng ăn. Nếu không, các chất dinh dưỡng, đặc biệt nhóm đường bột, sẽ không thể chuyển hóa thành năng lượng. Khi ăn không nên nói chuyện, khi nhai biết mình đang nhai, khi nuốt biết mình đang nuốt. Tuân thủ quy tắc thân thổ bất nhị, người Việt sử dụng thực phẩm trong nước, thực phẩm ngoại nhập chỉ để điểm xuyết. Hỏi: tuổi trẻ thường theo những môn gọi là khoa học hiện đại, tại sao em lại theo một môn có vẻ cổ điển này dành cho người lớn tuổi? Trả lời: theo em thì thực dưỡng có thể xem là những kiến thức sẽ bị lãng quên trong đời sống xã hội hiện đại. Đó là những kiến thức cần được phổ biến rộng rãi, nhưng có thể vì phong cách sống mì ăn liền đã che mờ những kiến thức thực dưỡng. Đối với em, thực dưỡng được xem như là khoa học làm người vậy,
mà đã là người thì từ cổ chí kim, đạo sống thuận tự nhiên ai cũng cần biết. Thực dưỡng chính là lẽ sống, là biển chỉ đường sống thuận tự nhiên. Làm người mà không biết sống thuận tự nhiên thì khó mà có được sức khỏe và hạnh phúc. Hỏi, trẻ mà theo môn này không sợ bạn gái chị em già trước tuổi hả? Trả lời, dạ em không sợ ạ. Từ hồi áp dụng thực dưỡng em thấy da dẻ mình trẻ hẳn ra so với bạn bè cùng lứa. Em cảm giác lão hóa chậm hơn bạn bè. Lời chê già trước tuổi biết đâu là lời khen có hiểu biết. Hỏi, em có sẵn sàng chia sẻ phương pháp này cho những người khác muốn tìm hiểu không? Trả lời, em sẽ sắp xếp thời gian để chia sẻ cá nhân cũng như các buổi chia sẻ công cộng về lý thuyết và kinh nghiệm thực dưỡng đến những ai quan tâm. Và em đã từng làm như vậy trong thời gian qua. Ngoài ra, em còn thường xuyên chia sẻ qua trang cá nhân facebook.com/veganadvisor về phương pháp thực dưỡng thuần thực vật. Trong tương lai thì chưa có kế hoạch cụ thể vì còn phải hoàn thành đại học. Tuy nhiên, em sẽ có những hoạt động phục vụ mục tiêu phổ biến lối sống thực dưỡng thuần thực vật đến với những ai quan tâm khi có điều kiện. Hỏi, gia đình em có ủng hộ việc em theo môn này hay không? Trả lời, trong thời gian đầu theo thực dưỡng, gia đình không ủng hộ do em chưa nắm bắt các nguyên lý nên ăn hơi mặn, làm người hơi ốm và da hơi sạm đen. Sau khi nghiên cứu lại mới hay, việc lạm dụng vị mặn chẳng khác nào là ướp muối cá bản thân làm cơ thể teo tóp. Em thường ngâm gạo trước khi nấu làm gạo dễ ăn hơn, nên có thể làm cơ nhục nảy nở. Sau khi điều chỉnh ngoại hình trông bắt mắt hơn, có da có thịt hơn, do đó mẹ và gia đình cảm thấy yên tâm khi em áp dụng thực dưỡng. Hỏi, em có kỳ vọng gì cho ngành thực dưỡng? Đáp, em kỳ vọng là phương pháp thực dưỡng Oshawa sẽ sớm được phổ biến trên toàn Việt Nam như một nét đẹp văn hóa trong giáo dục và xây dựng con người. Cổ nhân dạy, học ăn học nói, học có học mở. Cái ăn là cái nuôi lấy thân xác mà ngặt nghẽo thì khó xây dựng con người ngũ đức. Thế nên việc học ăn mới đặt lên hàng đầu trong những cái học. Bạn phân loại món ăn và thức uống theo âm dương. Từ hai quyển Zen Microbiotics của Oshawa và phương pháp thực dưỡng Oshawa của Ngô Thành Nhân, có thể lập ra một bảng thực dưỡng giúp hiểu tính chất âm dương trong từng loại thực phẩm và trục thực phẩm để lựa chọn thức ăn đúng nhằm tăng cường sức khỏe và phát triển trí tuệ. Bản liệt kê theo thứ tự âm đến dương cho từng loại với các đánh dấu sau đây: âm 3 là âm hơn nhiều, âm 2 là âm hơn, âm 1 là âm, dương 3 là dương hơn nhiều, dương 2 là dương hơn và dương 1 là ở mức dương. 1. Hạt cốc. Âm 1 là bắp, nếp lứt, hắc mạch, đại mạch, yến mạch, lúa mì tấm, lúa mì hạt kê. Dương 1 là gạo lứt, dương 2 là tam giác mạch. Âm 3 là đậu nành, đậu phộng. Âm 2 là đậu đen, âm 1 là đậu trắng, đậu xanh. Dương 1 là đậu ván. Dương 2 là đậu đỏ hạt lớn và xích tiểu đậu. Về rau củ, âm 3 là các loại cà, cà chua, khoai lang, khoai tây, nấm nhật, ớt chuông, các loại đậu. Trừ đậu đỏ nhật aduki, dưa chuột, măng tây, rau bó xôi, atiso, măng tre và nấm. Âm 2 là đậu Hà Lan, cần tây, đậu lăng. Âm 1 là bắp cải tía, củ cải đường, bắp cải trắng. Dương 1 là bồ công anh, lá và cọng. Rồi bên cạnh đó là rau diếp quắn, cải xoăn, củ cải, tỏi, hành, rau mùi tây. Dương 2 là bí đỏ Hokkaido, cà rốt, khoảng đông, ngưu bàn, xà lách son nước, bồ công anh, tức là phần rễ của bồ công anh. Và dương 3 là khoai mài, khoai rừng nhật. Về cá, âm 1 là con hàu, sò, bạch tuộc, lươn, cá chép, con trai đen, cá lưỡi trâu, tôm hùng, cá hường, cá thần bơn. Dương 1 là cá hồi, tôm, cá mòi, cá hồng. Dương 2 là trứng cá muối. Về sản phẩm động vật, âm 2 là ốc, ếch, thịt heo, thịt bò, thịt ngựa, thịt thỏ. Âm 1 là gà ta, dương 1 là bồ câu nuôi thả tự nhiên, gà gô nuôi thả tự nhiên, vịt gà tây nuôi thả tự nhiên. Dương 2 là trứng có trống, chim trĩ nuôi thả tự nhiên. Về các sản phẩm sữa, âm 3 là sữa chua, kem ngọt, phô mai kem, bơ. Âm 2 là sữa phô mai Camembert, phô mai Gruyère. Dương 1 phô mai Pháp, phô mai Hà Lan, dương 2 là sữa dê. Về các nhóm trái cây, âm 3 là thơm, đu đủ, xoài, bưởi, cam, chuối, vả, lê. Âm 2 là đào, chanh, dưa gang, hạnh nhân, đậu phộng, hạt điều, hạt phỉ. Âm 1 là ô liu, dương 1 là dâu tây, hạt dẻ, anh đào và dương 2, đó là táo bom. Về các loại khác, âm 3 mật ong, mật mía, margarin. Âm 2 là dầu dừa, dầu phộng, dầu bắp và dầu ô liu. Âm 1 là dầu hướng dương, dầu mè, dầu cải, koza, dầu rum. Về các loại thức uống, âm 3 nước ngọt chứa chất thay thế đường, trà nhuộm màu, cà phê, nước ép trái cây, nước ngọt có đường, rượu sâm panh, rượu vang. Âm 2 là bia, âm 1 là nước khoáng, nước soda, nước giếng, nước khống tây, nước bạc hà.
Dương một là trà nghệ cứu ít mẫu, lá trà già 3 năm không tẩm màu, trà diếp đắng, cà phê Osawa, ngũ cốc răng sậm, sữa thảo mộc coco. Dương hai là trà mư, làm từ 15 loại thảo dược, trà haru, trà rồng, trà sông dương, và dương ba là trà nhân sâm. Tính chất âm dương trong mỗi loại đều khác nhau, do đó có thể thiết lập trục âm dương trong thực phẩm như sau: rượu, nước, trái cây, sữa, rong biển, rau củ, đậu, hạt cốc là nằm ở chính giữa. Rồi tiếp theo chúng ta có là cá, thịt, trứng, muối. Duy trì hạt cốc là thức ăn chính của chúng ta. Ăn hàng ngày trong mọi bữa ăn là nền tảng của phương pháp thực dưỡng. Chúng ta nên ăn ít nhất 60% hạt cốc trong khẩu phần, còn lại là 30% rau củ và 10% trái cây. Những thực phẩm khác dù âm hay dương thì nên dùng với số lượng ít và thận trọng. Ví dụ mâm táo, dù là loại trái cây dương nhất là hai dương, không thể ăn thường xuyên như gạo lứt được. Dù mâm táo là dương nhưng loại trái cây lại rất âm so với loại hạt cốc, do đó người đang bệnh không nên ăn trái cây. Ha ha ha, 问什么的说呵。